Hello anh em nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đánh Evan sói. Thì cũng giống như Evan mèo á, thì mỗi tuần nó sẽ vào đầu 4 giờ sáng thứ hai á, 4 giờ sáng thứ hai mỗi tuần thì nó sẽ phát quà cho anh em. Ví dụ như tuần này thì mình được $350 top 6. Thì cái này thì anh em, ví dụ anh em từ level 39 đến level 61, 449 hoặc là 61 gì đó, thì tầm level 61 á, thì khi mà nó đã mở được, anh em đã mở được móc cuối rồi á, thì anh em phải dùng cái team như mình. Còn những level trở lại đó thì anh em cứ xài những cái team nào mà nó có tiệt chiêu diện rộng, sẽ spam được nhiều là được. Đấy, thì cái cơ chế của con sói là nó gọi là nó sẽ nhiều mục tiêu, nó không có phải đơn mục tiêu như con mèo. Và khi mà anh em đánh level 61 xong, anh em đánh được đủ điểm á, thì anh em sẽ mở cái ải gần cuối. Và ải gần cuối anh em mở đủ điểm á, thì nó sẽ mở cho anh em ải cuối. Đấy, thì đây một số cái team, đây số cái team như là sai rồi, tắc kiếm này, thì con sai đây á, con sai đây thì anh em phải đợi nó vô trong shop mèo rồi mới mua được nha. Hiện giờ thì nó chưa có, hiện giờ thì nó chưa trở lại. Con này không phải con đó đâu, con sai này sai khác. Đấy, hiện giờ thì nó chưa có, tầm mấy tháng nữa thì có khi là nó sẽ quay lại, cái đó là tùy nhà phát hành thôi. Đấy rồi, con Sasuke đây thì ở trong shop mèo mua bằng trục vàng khá là dễ, tắc kiếm thì mua bằng trục đen. Thì khi mà level 61 mở được móc cuối rồi thì anh em hãy mua nha. Còn chưa đó thì anh em cứ đánh bình thường thôi, đánh những cái team nào mà sát thương diện rộng là được. Là mình sẽ hướng dẫn cho anh em đánh team sói. Ok, thì đầu tiên á, thì với những anh em mà tầm 200k lực chiến đổ lại á, thì anh em lấy team thủy cho mình. Sau này em sẽ lấy bút thủy này. Chủ yếu cái bút thủy này nó sẽ tăng cho cái con tắc kiếm idol này, nó sẽ thêm một lượng tấn công khá là lớn, gọi là đủ để mà anh em yếu anh em có thể mạnh hơn. Rồi đó là về con men. Rồi cái skill đây thì cứ nó sẽ boost, gọi là boost sát thương, thì đánh tay càng nhiều thì nó tim càng mạnh thôi. Còn sai thì kết giới của con sai đây thì nó sẽ gấp đôi hiệu ứng. Lấy ví dụ như mình sẽ chơi cái team mà mình hay chơi đây, trang sức thì anh em ưu tiên cho mình cái con mập đây á, thì đeo trang sức khỉ này. Đây trang sức khỉ đây, ok. Còn về dòng tẩy á, thật sự thì tẩy thì anh em có thể tẩy ra bộ kích cũng được, còn không thì cũng không có đòi hỏi quá đâu, bởi vì con này nó bắn theo sát thương cộng dồn. Nè, như này là mình đã tẩy ok rồi. Mình thì mình vẫn tẩy phép thôi, giống như cái con đê cái thôi. Ok, sẵn tiền đại năng lên cho nó lên tí sức mạnh. Ok, ui lên level 97. Tẩy đây lên thì như nó sẽ mạnh hơn một xíu, nhưng mà thôi kệ, không quan trọng lắm. Coi thử có bình không thì mình up nó lên luôn nha, 61 luôn. Một cái hai vẫn chưa đủ anh em, hình như một cái hai vẫn chưa đủ. Ok, một cái hai thì vẫn, hình như vẫn chưa đủ thì phải, chưa đủ để lên được hai bậc nha, hình như là vậy rồi. Ok, cái này là có sẵn luôn rồi. Có sẵn thì chắc là đủ. Ok, up lên hai bậc luôn, bắn cho nó chiến. Đấy, thì đây thì mình có bao nhiêu sức mạnh up được thì mình up hết thôi. Đấy, team nó như này nha. Này thêm một trắng nữa. Trắng thì nó thêm một xíu tấn thương thôi, chứ nó cũng không có quá là cần thiết lắm đâu. Ok, chiến thôi. Ai cuối này, ai cuối nha, đại loại cuối này, bấm lại cho anh em xem này.
Này, ải cuối này nha. Ải cuối thì nó sẽ trâu hơn xíu, nhưng mà bù lại thì nó sẽ cộng điểm ngon hơn. Mình thì chắc là mình sẽ đợi tinh hai mà bắn thôi. Hai là nó không cộng vô con kia nha. Chỉ quan trọng bộ chất sát thương cho con kia thôi nè mà. Ôi à, bắn luôn rồi, thôi kệ bắn luôn đi. Ôi à, vẫn chưa đủ. Có ai nào tưởng bắn được, phát bắn hết kia chứ, hay là chưa đủ rồi. Thôi kệ, giờ phải đợi cho con này. Ấy, ấy, bắn to lao rồi. Ok, sorry nè, mình sẽ đánh lại nha. Cho con sai này một tí cái kia đi, cho thằng con gấu cho nó dễ lên nổ. Ok thì đánh sói thì đánh, nếu mà anh em nghĩ là thôi cứ mua con này đánh đi cho nó dễ đánh, dễ dễ chơi, chứ bây giờ mà mua kích Sam hay là Edo gì nó tốn kém hơn nhưng mà nó lại không bằng, chỉ vì anh em bỏ ra một lần mua con này đánh cho đã. Sau này thì con này vẫn ok thôi, những con sau có thể nó mạnh hơn nhưng mà con này thì vẫn ổn. Cơ chế của nó để đánh những con sói này khá là ngon. Kinh con chết rồi, máu lên cho kiếm lại thêm tí tấn công, giữ lại đợi xíu đi. Ok, cuối cùng con nó bút rồi. Ấy, bấm hoàn. Ai da. À, lỗi lỗi quá. Lỗi quá, lỗi quá. Lỗi lỗi quá, lỗi quá. Sorry nè, nó lại lần nữa nha. Lỗi quá, lỗi quá. Ai da, cái này phải canh. Canh sang tầng 2 thì hơi căng thiệt. Bởi vì hai cái chiêu anti của hai anti của con mặt sát kiếm này thì nó khá là sát thương, nó khá là to, làm một phát là đi hết luôn. Ok, hồi máu, hồi máu. Để cho nó trâu trâu tí bắn cho được nhiều. Ok. Tầm 2 là được rồi, tầm 2 là ok. Đây, con đội sẽ chiêu này. Ai, cái gì vậy? Ok. Ây da, vẫn không đủ à. Không ma thế nha. Ok, thôi kệ, không sao, không sao. Từng 4, từng 5 vẫn được. Miễn là dưới 4 tên, 5 tên là được nha anh em. Tên 5 là được. Sau đó tên 5 anh em bắn là được. Còn cái này thì không quan trọng lắm đâu. Rồi bị bắn chết hết luôn rồi. Okay, lên cái chơi. Ai dạ, cái chơi của con này đam thế nha. Ok, vậy là được rồi đó. Để nó bắn. Ui, bắn cái gì thiếu, thiếu đam này, thiếu này, thiếu đam. Hàng dưới, hàng dưới. Ok. Để nó tầm lên một xíu. Thiếu cái thiếu thiếu ta. Thiếu thả thiếu nhiều. Nói là thiếu xíu. Ok.
Ok, nó bắn như thế này, cơ chế nó là vậy, nó cứ bắn là nó cộng dồn đến tay. Tầm lên triệu mét, tầm thêm tầm cỡ 180 điểm, 150 điểm là mình sẽ sạc đi. Phải như vậy. Ok, đàm bây giờ có vẻ ổn hơn rồi đó. Ok ok đúng là tổ chức xương sau. Hãy click lên. Ok, ngon ngon ngon. Đấy thì nó sẽ con này là gì, đánh tay mà nó tiêu diệt một con sói á thì nó sẽ cộng cho một đánh tay đấy nha. Cái gì, ba con này cộng ba đánh tay. Đây chẳng hạn nó bắn yếu yếu rồi mình sàn tay bồ vô. Cái này vẫn thiếu kìa, nó thiếu thiếu một xíu đam. Có chịu thì ấy, trời ơi. Giết hết nguyên hàng đi, tại sao là thiếu một xíu. Ai là thiếu hai con rồi. Vì thiếu 12 cái. Cái hàng này là tiêu. Đấy, và bắt đầu khó rồi đấy. Bắt đầu nó nhiều máu hơn rồi đấy, khoảng 200 điểm đi. Nó trời ơi, thiếu máu rồi, thiếu sát thương, thiếu một xíu sát thương với cây. Thiếu một xíu sát thương này, thiếu nhiều nhiều. Này coi này, thiếu 4k vậy thì không 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 tiếc, mà thiếu cái 4k vậy nó mới tiếc. Như này thì cũng không tiếc lắm. Này thiếu tăng mấy ca rồi kìa. Nó bắt đầu hơi mệt rồi đây, hơi thấm mệt rồi đó, bắn hơi yếu rồi đó. Sau rồi xả anh tay luôn nha. Thấy cái hàng này cái hàng này là mình sẽ xả anh tay. Mình nghĩ là anh tay nó chắc cấu được tầm nửa cây máu, nửa cây máu mấy con sói này. Nếu chết hết luôn thì căng. Ui, ẩu rồi. Đàm to thế nha. Đàm không không được chết được cái của anh Tì, đàm to vậy luôn á. Ẩu rồi. Căng kia nữa, ui rồi hơi ẩu này. Sao kệ bắn lên cái đít cũng nhiều phết chứ, cái mới nói xong thấy cái đít rồi, cái đít ok, cái đít thằng con giữa, cái đít cũng chết luôn. Bây giờ ơi, ba phát mới là ba phát rồi, cũng mệt rồi đó. Ai già vậy, có khi là nó đánh thọt rồi em ạ. Nãy nếu mà kia sẽ đánh được thêm nhiều hơn. Ai da, bây giờ để dành anh ti, để dành anh ti khi nào mà bắn hết lực rồi hãy xài. Ai da, anh ti con này thì không có gì đặc biệt á. Bắt đầu bắn không thấm rồi đó. Này già ẩu quá, nãy bắn ẩu quá. Nãy anh Tì để phát cuối thì ngon. Ok, thì cơ chế nó vậy thôi. Nếu mà mình đánh điểm không cao thì có thể mình sẽ đánh lại. Như vậy là bắn ok rồi. Công nhận cái cơ chế của con mập này khá là hay. Bắt đầu đuối rồi đấy, tại nãy mình cục một quay lớn kìa. Ok, thì tí ra là biết điểm thấp hay cao thôi. Vẫn thiếu một xíu đam.
vẫn thiếu một con này. Cái thì khó rồi. Chắc hết lực rồi đấy. 80. Mình thấy hình như mấy ông kiếm bắn tầm 300 mấy điểm này phải. Bắn 294 hơi thấp thiệt. Nãy giờ ẩu quay tình kia quá. Một con nữa. Okay. Ui dù vẫn vẫn còn sót con này. Thiệt luôn á. Ok, 300 điểm rồi, 300 điểm không được rồi. Ai mà nó bắn đi. Mình chắc bắn, nãy giờ chắc bắn được 100 phát chưa nhỉ? Có khi 100 phát đó chứ. Ui dù quý thiếu hai hai kia cũng lên đỏ lờm luôn rồi mà cũng đen. Thôi được rồi, dừng dừng rồi bà ơi. Ok, vẫn chưa dừng rồi. Ok. Cái đọc vậy thì nó không có quan trọng lắm đâu, chủ yếu là con mập nó bắn thôi, mình thêm cho đẹp cái thôi. Thiếu hai phát nó đang lại đều phải đợi những tin như này xài chiêu kia nó mới hợp lý hết rồi đó. Ê, hết chưa hết luôn, mọi thứ nó dừng lại à. Ai đâu rồi, một phần nữa, một phần nữa. Ok, 712 cũng được rồi. Hơn nữa không? Ok, bắn lầu phết. Ai nồi ạ? Bảo kích liên tục ra mà vẫn không ăn nhầm giữa mấy con sói máu trâu này. 318 rồi. Ui dồi. Hồi nãy mà để nãy làm phát đầu tiên là đẹp cực luôn á, là phát đi hết luôn nguồn nào ta. Nghĩ là chắc cũng khả năng là không nổi đâu. 8 triệu HP, 8 triệu HP mà làm phát đi hết nguyên hàng thì cũng hơi bị ảo. Còn phát nữa à, 320 rồi. Ui cho nó bắn mà mình mệt luôn á, mình mệt chìm nó luôn á. Nghĩ đi bạn ơi, nghệ nghệ bạn ơi, nghệ 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 bạn ơi, nghệ 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 bạn ơi, nghệ nghệ chưa hết à, nghệ được rồi bạn ơi, nghệ đi bạn ơi, mẹ mẹ rồi, nghệ 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 vẫn vẫn chưa à. Vẫn vẫn chưa bay rồi à. Nghỉ bạn ơi, nghỉ 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 rồi. Hồi nãy mà cái tiết kết quay kia cũng nhiều quá chứ một quay kia mà giết 5 con này nó bắn cũng cộng thêm tầm 9 lượt chứ bộ, đúng không? Nếu mà nãy mà không sàn tay ngu thì phải bắn thêm 9 lượt nữa. 9 lượt là tương đương với bây giờ 9 lượt là thấp một hàng, đúng không? 9 lượt chắc một hàng là bó trâu rồi quá. Thêm tầm 340, 350, 335, 340. Không bắn được nữa à. Căng chứ, 330 á. Vậy không biết mấy ông kia bắn cỡ gì nha, mấy ông kia chắc bắn 400 điểm có. Mình bắn ẩu luôn rồi, lên 333 này. Nghỉ đi bạn ơi, nghỉ bạn ơi. Rồi nghỉ rồi, nghỉ rồi. 333 số đẹp vậy. Bị bài số 3. Đây anh tì cái. Đây anh tì chết không? Không chết à, vậy là cũng kia à. Nghĩa mà mình cứ tưởng là làm mềm tí, con này còn tầm 1 triệu rồi.
376. Rồi, hết lực rồi, hết lực rồi. Okay, vậy là nó bắn là xong rồi đó nè, hết rồi đó, hết 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 rồi đó. Để nó lúc nó về về hương nghỉ ngơi đó. Chủ có con chó này nó cào. Con Kusai này nó chuyển thành Tây giết rồi được hồi lại luôn à. 100k 15. Ví dụ mình có một cái này cũng nói cho anh em là ví dụ những con mà nó hồi sinh á thì nó sẽ tính là chỉ số từ đầu nha. Chứ nó không có được như như lúc mà ví dụ mà anh em boost cho con này, còn anh em xài con Kabuto anh em nhìn thấy nó chỉ bắn con ca mấy thôi không? Là nó sẽ nói chung là nó sẽ reset về chỉ số ban đầu chứ không có được tính theo những cái boost. Ví dụ như anh em cái lúc mà anh em đánh tới tinh năm á, anh em cầm Kabuto mang trang sức boost cho nó cái con thấp idol này lên 73 và thử con. Ok, vậy là đã ok rồi đó. Cấp 24 7 à, cũng được. Ok. Đó. À, đó là một số cái chia sẻ của mình. Trang sức thì anh em nên chơi team này thôi. Mình nghĩ là hiện giờ thì team này là max pin rồi, ai cũng chơi team này cả. Thắt kiếm này thì anh em mua trong shop mèo nha. Tầm 5k 7 đến 6k đô la. Nếu mà tính phí reset nữa thì tầm 5k 8 đến 5k 9 gần 6k đây này. Đây, anh em cứ mua 30 và tổng cộng 12 chục á. 2 chục thì 5k 7. Tính thêm tiền reset nếu mà anh em muốn lấy trong ngày nữa thì tầm 5k 8 5k 9 gì đó. Một số cái chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video khác.